Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Viên đá hôm nay tiếp tục có một cái phiên giao dịch khá là ảm đạm và khiến cho nhiều nhà tôi đặt ra câu hỏi rằng liệu thị trường đã tạo đỉnh hay chưa, liệu rằng cái đà tăng đã kết thúc hay chưa và cái chiến lược xử lý cho danh mục cổ phiếu của mình là gì à, cũng như là những cái mốc nào cần quan tâm kỹ trong giai đoạn kế tiếp à, thì em cùng với mọi người sẽ cùng nhau trao đổi trong cái video ngày hôm nay để trả lời cho những cái câu hỏi này cũng như là đưa ra được một cái chiến lược giao dịch, một cái kế hoạch cụ thể để từ đó chị mình có thể chủ động đưa ra được những cái quyết định tốt nhất ha và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây thôi đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường và mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn tặng cho em một nút like đây để giúp video của em được đề xuất và lan tỏa tốt hơn đến với những anh chị nhà tư khác và mọi người có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là góp ý gì về kênh thì cứ thoải mái comment bên dưới nha để giúp cho kênh của em nó được đẩy lên và trong phiên thì em cũng sẽ có một cái nhóm hỗ trợ như thế này đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nên em chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường trong phiên cũng như là giải đáp hết tất cả các cái câu hỏi của mọi người à, để tham gia nhóm này thì hoàn toàn miễn phí anh chị tham gia thông qua cái đường link dưới đây à, để nhận được những cái đánh giá về thị trường cũng như là nhận định chi tiết mỗi ngày và giải đáp hỗ trợ cho anh chị ha còn nếu như anh chị nào vẫn đang gặp bế tắc trong quá trình đầu tư à, gặp khó khăn với cái việc cơ cấu danh mục thì cứ liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả ở đây à, em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận thị trường phiên ngày hôm nay, à, xem thử nó thực sự là nó đã xấu và thị trường mình đã tạo đến hay chưa, hay là mình sẽ có cái kế hoạch gì, cái kịch bản gì cho giai đoạn kế tiếp. Mình thấy là sáng ngày hôm nay chỉ số nó có những cái nỗ lực bật lại đầu ngày, nhưng mà cái lực cầu giá cao nó vẫn đuối khiến cho chỉ số vẫn quay về kết phiên trong sắc đỏ, giảm 3,22 điểm là khoảng 0,25% xuống 1.268,25 điểm. Mặc dù là điểm số giảm 3 điểm nó không phải là một cái mức giảm nhiều Nhưng mà hầu hết các cái nhóm ngành phi hôm nay đều bị bán anh chị đây là cái bản thống kê các nhóm ngành thì anh chị thấy không cái sắc đỏ nó chiếm ưu thế hoàn toàn và trên sàn HOSE xe hôm nay thì mình có 379 cổ phiếu giảm so với 110 mã tăng gần như là gấp 4 cái số lượng mã tăng À, trong đó thì ở nhóm cổ phiếu V30 có hai cái công thần là Vietcombank và Vinamilk. Đây là hai cái cổ phiếu gọi là nâng đỡ thị trường mình, giúp cho điểm số không giảm quá sâu. Trong khi đó thì mình có đến là 21 mã giảm và có GVR thì giảm hơn 3% nè. Và hầu hết các nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản đều ghi nhận một cái phiên giảm trong ngày hôm nay. Chỉ có một vài cổ phiếu riêng lẻ đi ngược thôi. Ví dụ như dòng cổ phiếu bất động sản và liên thì nó có con TCH nè rồi hoặc là dòng cổ phiếu dòng liên quan đến đầu tư công thì có đạt phương nè hay là dòng chăn nuôi thì mình có đa ba cô nó tăng tốt đầu ngày theo tốt thông tin à, nhưng mà cuối ngày nó cũng bị chốt ngược tuy nhiên nó vẫn giữ được sắc xanh đấy có một vài cổ phiếu riêng lẻ thôi chứ còn lại thì hầu như là đều chìm trong sắc đỏ hoặc là chỉ xanh nhẹ được đó là thị trường phiên ngày hôm nay nói chung là một cái phiên bị bán tương đối bán rộng bán lan rộng trên toàn thị trường có một cái điểm sáng á, là khối ngoại hôm nay mua rộng đây sau một cái chuỗi bán rồng liên tục rồng rã hơn cả tháng thì hôm nay khối ngoại chính thức có một cái phiên mua rồng trở lại tất nhiên một phiên nó sẽ chưa nói lên một cái gì hết anh chị nó chưa nói lên một cái gì là khối ngoại đã đảo chiều nhưng mà trạng thái này cho thấy là mặc dù tỷ giá nó vẫn đang ở ngưỡng cao nhưng mà họ dường như là họ dần dần họ chấp nhận hay là đây là một cái phiên gọi là co vào lại cái lượng đã bán trước đó tại vì trước đó họ bán quá nhiều nhưng mà ít nhất là nó cho thấy một cái tín hiệu tích cực là tạm thời họ ngưng bán và từ đó nó khiến cho tâm lý nhà tôi cũng có cái sự kỳ vọng hơn nhưng mà quan trọng nhất vẫn sẽ là cái câu chuyện tỷ giá Tại vì đây là cái câu chuyện mà tác động trực tiếp đến dòng tiền ngoại Và đạn vừa rồi khối ngoại bán mạnh như vậy cũng liên quan đến câu chuyện tỷ giá Hiện tại thì tỷ giá của mình vẫn đang ở ngưỡng cao nha à, So với cái mức 25.000 ngày hôm qua thì hôm nay có hạ nhiệt Nhưng mà nó vẫn ở ngưỡng cao 24.945 Và nó mấp mé nó muốn vượt cái ngưỡng 25.000 Mặc dù là ngân hàng nhà nước đã hút tiền qua cái kênh tín phiếu đạn vừa rồi rất nhiều nhưng mà tỷ giá không giảm thì nó phản là cái chính sách này nó chưa hiệu quả nó chưa thực sự hiệu quả. cái động thái tiếp theo của ngân hàng nhà nước sẽ rất quan trọng về cái mức độ tác động đến thị trường. thì hôm nay mình cũng đã thấy những cái thông tin uh, liên quan đến việc là ngân hàng nhà nước có thể là sẽ can thiệp vào tỷ giá. phát biểu rằng sẽ can thiệp vào tỷ giá nếu như tỷ giá quá nóng, tức là nó vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát thì ngân hàng nhà nước có thể sẽ phải can thiệp. và trong trường hợp nếu như ngân hàng nhà nước mà sử dụng cái công cụ mạnh hơn là cái công cụ giảm dự trữ ngoại hối tức là bán đô ra thì chắc chắn nó sẽ có một cái mức độ ảnh hưởng mạnh hơn lên tâm lý thị trường so với cái việc là hút tín hiếu hút tín phiếu giai đoạn vừa rồi tại vì bán đô giảm dự trữ ngoại hối là nó thực sự nó tác động đến cái dòng tiền trên thị trường nó mang ý nghĩa là hút tiền luôn nó sẽ mạnh mẽ hơn so với các hoạt động phát hành tín phiếu. Đấy, nên nếu như trong trường hợp mà ngân hàng nhà nước phải đưa ra cái quyết định là giảm dự trữ ngoại hối thì chắc chắn cái mức độ tác động nó sẽ nhiều. Nên chúng ta cũng sẽ theo dõi kỹ cái rủi ro này. Cái điểm tích cực hiện tại á là DXY đang giảm. DXY sau khi nó phục hồi nó tăng nó chạm về cái ngưỡng 105 thì hai phiên gần đây nó đang điều chỉnh giảm về là cái ngưỡng 104 thì điều này nó cũng sẽ giúp cho tỷ giá của mình tạm thời nó hạ nhiệt nó không có tiếp tục ở cái ngưỡng nóng là quanh 25 000 nữa tại vì tỷ giá thì nó sẽ có một cái độ trễ so với DXY thì trước đó DXY tăng chạm 105 á, thì khiến cho tỷ giá của mình cũng kéo ngược lên 25 000 thì hiện tại khi nó giảm xuống thì nó cũng sẽ giúp cho tỷ giá của mình giảm ngắn hạn nhưng mà đây chỉ là một cái nhịp giảm ngắn hạn chứ nó chưa thể hiện cái xu hướng tại vì DXY thì nó chưa có gọi là nó tạo thành một cái 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 đà giảm nó chỉ là một cái nhịp giảm kỹ thuật khi nó chạm đỉnh thôi để mình xem thử là uh, cái vận động trong nước cũng như là những cái chính sách kế tiếp của ngân hàng nhà nước là gì nó mới là cái yếu tố quan trọng thực ra thì thị trường của mình đạn vừa rồi tỷ giá chế cái giai đoạn mà trước khi nó chạm về cái ngưỡng 25.000 đó thì thực ra mình đã chịu ảnh hưởng rồi thông qua cái việc là khối ngoại nó bán rồng liên tục hiểu không cả tháng hơn vừa rồi là bán rồng bán rồng liên tục và bán với giá trị rất là lớn thì đến một lúc nào đó thôi em nghĩ là nhà đầu tư trong nước sẽ dần dần họ cũng quen với cái việc là tỷ giá ở ngưỡng cao giống như cái lúc là mình tỷ giá tăng từ 20 000 lên 22 000 thì mình cũng phản ứng sốc thời gian đầu sau đó quen rồi sốt tỷ giá lên 23 000 rồi lên 24 000 và hiện tại là 25 000 thì nhà tư giai đoạn đầu có thể là họ sẽ lo sợ nhiều nhưng mà nếu như họ thấy rằng à lực trong nước vẫn cân đủ à, và có thể là dòng tiền khối ngoại nó bắt đầu nó trưởng lại thì khi đó tâm lý cũng sẽ dần dần làm quen giống như cái việc là lần đầu tiên mình phát hành tín phiếu á, thì khi đó phản ứng rất mạnh nhưng mà những cái lần sau á, thì nhà tư họ dần dần họ lần họ quen rồi đấy thì nó sẽ không có còn cái mức độ tác động mạnh nữa và hiện tại thì mình vẫn đang có cái sự hấp thụ tương đối là cái lực bán của khối ngoại và theo quan điểm cá nhân của em thì khả năng á ngân hàng nhà nước cũng sẽ phải theo dõi cái phản ứng trong ngắn hạn của các doanh nghiệp cái phản ứng của uh, cái dòng tiền rồi họ mới gọi là họ đưa ra quyết định chứ mà nếu như bán đô la ra quá sớm á thì cái hành động này nó sẽ đi ngược lại với cái chính sách và cái mục tiêu giai đoạn rồi của mình. Tại vì mục tiêu giai đoạn rồi của mình là bơm tiền và hỗ trợ nền kinh tế. Một khi bán đô ra, tức là đang hút tiền ngược trở về. Mà anh chị nên nhớ, theo quy tắc thì cái chính sách tiền tệ nó cần có cái sự nhất quán trong từng thời kỳ trước khi mình đạt được một cái mục tiêu nào đó. Nếu như mục tiêu của mình là bơm tiền và hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng ở một cái con số thì cho đến khi chạm được cái con số đó thì rất là khó để có thể là đưa ra những cái biện pháp trái ngược. Tại vì chính sách ấy, nó không thể là hôm nay tăng ngày mai giảm, hôm nay bơm ngày mai hút tiền được. Đấy nó sẽ có cái sự nhất quán Đấy nên em nghĩ là cái biện pháp mà bán đô ra thì nó cũng là bất khả kháng Nếu như trong trường hợp mà tỷ giá vượt hoàn toàn cái ngưỡng kiểm soát Thì hiện tại cái phát biểu sáng ngày hôm nay thực ra là vẫn cho thấy là trong tầm kiểm soát Đây tỷ giá vẫn đang trong tầm kiểm soát Ý là ông muốn trình bày rằng là mình đang có cái dự trữ ngoại hối nó tương đối nhiều Nếu như trong trường hợp mà có những cái biến động vượt ngoài tầm kiểm soát Nó quá nóng đi thì sẽ sử dụng công cụ này Nhưng còn hiện tại thì chưa đề cập đến Và theo em thì cũng sẽ cần thời gian quan sát xem được thị trường nó phản ứng như thế nào Vì một khi mà thực hiện rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tương đối về cái chính sách của mình Đó là về cái câu chuyện tỷ giá nhưng mà ở nó đi thì cũng nói lại, nếu tỷ giá thực ra thì nó sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi nó tăng nhưng mà cũng sẽ có một vài cái doanh nghiệp một vài cái ngành riêng lẻ nó sẽ hưởng lợi là những cái ngành mà có doanh thu đô la nhiều á, thì nó sẽ hưởng lợi về mặt dòng tiền ví dụ như nhóm xuất khẩu nó sẽ có một vài cái ngành ngách riêng đấy à, và rõ ràng giai đoạn vừa rồi thì những nhóm này nó cũng cho thấy cái động thái hút tiền qua trả thị trường á, thì anh chị thấy là hai cái phiên gần đây cái phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay anh chị thấy gì không nó có một cái điểm chung á là đều bị bán vào ATC mặc dù là trong phiên có những cái nỗ lực bật lại anh chị nhìn ở khung đồ thị 5 phút này ngày hôm qua ngày hôm qua thì mình cũng có những cái nhịp bật lại trong phiên này khi mà chạm về quanh 1280 này thì mình cũng có những cái nỗ lực mình bật lại để mình bật lại à, nhưng mà sau đó cái nhịp bán sau khoảng 2 giờ 15 nó đã đưa thị trường mình rơi và bán tiếp vào ATC đóng cửa thấp nhất ngày Tương tự như hôm nay thì mình cũng có những cái nỗ lực bật lên sau khi mình chạm về cái ngưỡng qua 1265 mình bật lên nè. Cái điều chạm về qua 1274 thì cầu giá cao nó quá đuối, nó không lên tiếp được và sau đó mình tiếp tục bị bán vào ATC. Đây, trước ATC thì mình dao động ở cái ngưỡng qua 1270 và sau ATC thì mình đóng cửa cái ngưỡng là 1 1268,25 điểm. Cái việc mà ép bán vào ATC anh chị thường nó sẽ không mang cái ý nghĩa phân phối mà nó nhằm cái mục đích là nó gây sức ép lên tâm lý nhà tư vào cái phiên ngày hôm sau tại vì atc và ato á, là cái thời điểm mà ít nhà tư cá nhân giao dịch tạo lập nó có thể điều tiết giá cổ phiếu bằng một cái lượng volume nhỏ nó chỉ cần dùng một cái lượng không có lớn tiền á, thì nó cũng đã điều tiết được giá cổ phiếu tăng hoặc giảm với biên độ lớn nên thường vào những cái phiên này á nếu như lực bán nó ép cả phiên thì thị trường đang vận động bình thường mà tự nhiên nó bán vào atc á, thì những nhịp bán đó nó không có ý nghĩa phân phối còn những cái nhịp bán mà kiểu như trong phiên nó sẽ khác Đấy thì hai phiên gần đây nó có hiện tượng bán vào ATC, đặc biệt là phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà gọi là có tạo ra cái sự hoảng loạn trên thị trường. Bằng chứng là chị thấy là những cái cổ phiếu trong dòng bất động sản hôm qua như DG giảm rất mạnh vào ATC, rồi DSG, rồi rất nhiều cổ phiếu giảm vào ATC. Thì những cái nhà đầu tư anh chị hình dung theo yếu tố tâm lý nha. Giả sử hôm qua mình cầm DG đi, thì mình thấy DG bị đạt vào ATC như vậy Thì tối hôm đó mình đi qua các cái diễn đàn Mình đi qua các cái group Rồi mình hỏi thăm ý kiến người này, hỏi thăm ý kiến người kia Là cái việc mình nghĩ trong đầu là gì? Là có bán DG không? Đúng không? Mình nghĩ trong đầu là có bán DG hay không? À, và thường những nhà tư mà họ không có bán kịp vào cái phiên ATC á, Thì ngày hôm sau họ sẽ có xu hướng họ canh bán vào đầu ngày Nên nếu như cái chủ đích là muốn ép bán Muốn rủ bỏ nhà tư á thì sau cái phiên giảm cuối ngày như vậy thì ngày hôm sau nó nên giảm luôn đầu phiên có thể là nó mở cái gap down luôn để nó rũ bỏ rồi sau đó có thể nó bật lên trong phiên nhưng mà sáng ngày hôm nay viên đất của mình nó lại không giảm đầu ngày mà lại bật đầu ngày anh chị thấy không sáng ngày hôm nay nó bật về là cái ngưỡng qua 1277 đấy cái mức giá cao nhất của mình hôm nay chạm về là qua 1277.4 đấy nhưng mà sau đó tàu giá cao nó không tiếp diễn được rồi nó rung lắc nó rằng to trước khi gặp cái áp lực cuối ngày cái trạng thái mà xanh nhẹ đầu ngày như vậy á, thì vô hình chung nó tạo hy vọng cho nhà tôi nắm hàng Không muốn bán nữa Giả sử anh chị cầm DG hôm qua đi Thì rất là sợ, rất là muốn bán Nhưng mà sáng hôm nay thấy nó xanh như vậy thì bắt đầu chần chừ không bán nữa Thôi để xem thì nó như thế nào Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái hy vọng và nó khiến cho nhà tôi nắm hàng Thì khi mà khiến cho nhà tôi nắm hàng như vậy thì nó sẽ không có đúng cái mục đích ép bán Và đồng nghĩa với việc nó chưa rủ ra được cái lượng cung ngắn hạn Do đó với cái vận động này Phiên ngày hôm qua ép bán nhưng mà phiên ngày hôm nay lại neo giá đầu ngày thì nó chưa rủ ra được Thì nhiều khả năng Và hôm nay mình cũng đóng cửa không có quá đẹp, mình cũng đóng cửa mốc gần thấp nhất ngày Thì nhiều khả năng, cái lực bán ngày mai, ngày mốt, xin lỗi ngày mai Nó sẽ tiếp tục lớn xuống, ngắn hạn lực bán nó sẽ tiếp tục lớn xuống Và đưa đắt quay về test lại cái gap qua 1260 đến 1270 này một lần nữa Thì cho đến thời điểm phiên ngày hôm nay, cái gap này vẫn đang thể hiện cái sức mạnh Nhưng mà do cái trạng thái đóng cửa nó hơi kém và cái lực bán nó vẫn còn tiềm ẩn trên thị trường nhiều như vậy thì mình vẫn sẽ còn cần phải quay về cái gác này kiểm tra lại một lần nữa đây mình sẽ quay về đây sẽ quay về lại quanh tầm 1260 đấy sẽ quay về nó kiểm tra cái ngưỡng này cái vấn đề chính hiện tại của thị trường em có trao đổi với mọi người trong những cái video gần đây á là không phải cung mạnh thậm chí phiên ngày hôm nay cung không mạnh nha phiên ngày hôm qua cung cũng không mạnh hôm qua bán vào ATC thì cái khối lượng bán nó không có lớn volume mình thấy anh chị thấy volume hôm nay cũng giảm so với cái volume ngày hôm qua không Tức là cái lực bán nó không mạnh Nhưng mà cái vấn đề á là cầu giá cao nó quá yếu Cái lực cầu nó giá cao nó quá yếu Cứ bật lên á là bị bán Mình không có thiếu cầu Nhưng mà cầu nó chỉ đang chấp nhận hấp thụ Cái vùng giá thấp Ví dụ như về lại qua 1 mươi á Thì mình vẫn có lực hấp thụ Nhưng mà cứ lên lên tí Lên tầm 1 mươi x á, Thì mình bị bán xuống ngay Nó không có chấp nhận mua lên Đấy Nó không chấp nhận mua lên Nên khi mà cầu giá cao không chấp nhận hấp thụ thì buộc nó phải tìm về lại một cái ngưỡng hỗ trợ đủ mạnh để nó kích hoạt dòng tiền và như em có nói là với cái trạng thái như vậy á thì mình cũng sẽ chưa thể kỳ vọng viên sẽ tăng mạnh được cái trạng thái thiếu cầu là một trạng thái gọi là tương đối yếu trong cái hạng thị trường và nó quan trọng ở những cái ngưỡng giá cao vì cầu giá cao không chấp nhận thì buộc nó phải lui về những cái ngưỡng thấp hơn để nó hấp thụ thôi đấy nên giai đoạn này nếu ở kịch bản tích cực á thì em cũng kỳ vọng là nó xoay quay được trên một nghìn thôi chứ mình cũng cứ chưa có thể nào mà kỳ vọng cho một cái kịch bản tăng mạnh được điều này em có chia sẻ ý như em nói là giai đoạn này nó sẽ có hai cái hướng như thị trường mình thôi một là sideways biên trên và có thể kỳ vọng tăng tiếp còn không là nó sẽ phải tạo một cái biên độ lớn thì cái mấu chốt ở đây nó sẽ là cái gáp nó sẽ là cái gáp cái gáp quanh một này trong trường hợp nha cái gáp quanh đây đủ sức hấp thụ vẫn đủ sức hấp thụ ví dụ như phiên ngày mai có thể trong phiên nó đạp về lại qua 1260 nhưng mà cuối ngày nó đóng cửa nó bật lên nó rút chân lên nó cho thấy cái lực cầu quanh đây mạnh á thì viên đất của mình có thể nó sẽ hình thành được một cái biên độ xoay quay trên trăm x đây nó sẽ thành một cái biên độ xoay quay ngắn ví dụ như là qua 126 x đến 129 x trước khi mà nó xuất hiện một cái nhịp break lên phá vỡ cái thế cân bằng đấy và lưu ý cho em nha mình nói về cái vùng 1260 á mình biết là quanh đây có cầu nhưng mà lực cầu á nó cần phải thể hiện được cái sức mạnh thông qua cái điều gì Thông qua em mới nói với mọi người là cái độ đàn hồi Ví dụ nha Chạm về quanh 1260 Rồi bật về lại quanh 1270, 1280 á, Thì nó sẽ tốt hơn Còn có thể là nó sẽ chưa có gãy 1260 Nhưng mà nó tạo một cái vùng đi ngang Qua 1260 đó, Thì nó sẽ yếu nha chị Chú ý cho em ở cái độ đàn hồi qua 1260 Xem thử là khi mà rơi về Nó có bật lên được hay không Nó bật nhanh hay không nếu mà nhanh thì quá tốt, cho thấy là cầu ở đây vẫn khỏe thì có kỳ vọng nó tạo được cái biên độ trên 1260x. Còn trong trường hợp về 1260x nó vẫn có cầu nhưng mà cầu bắt đầu yếu. Bắt đầu nó lên xin nó đi ngang thì đó là cũng là cái dấu hiệu cho thấy là cái gáp này nó sẽ bị lấp lại. Và trong trường hợp cái gáp này bị lấp lại, mình hay nói với nhau gì anh chị nhớ không? Cái gáp 1260 đến 1270 là cái chốt chặn quan trọng cho cái xu hướng ngắn hạn của thị trường. Nếu như cái gáp này nó bị phủ nhận thì cái lực cầu ở xuyên suốt đạn vừa rồi phủ nhận khi đó viên đắt của mình sẽ dễ về là cái ngưỡng quanh 1.203x hoặc thậm chí là sâu hơn như là quanh 1 trăm x để nó hấp thụ và nó sẽ tạo là một cái biên độ lớn là quanh 1.203x đến 1.280 như đạn vừa rồi nó chưa thực sự bứt thoát ra khỏi được cái nền giá này cái khu một tím em vẽ này đấy nếu như mà lại cái gáp này bị lấp á thì xem như là cái vùng này vẫn là một cái vùng sideways thôi chưa có động lực tăng giá tiếp và cái gáp sức mạnh bị phủ nhận thì nó sẽ quay về lại qua 1200 base và khi nó tạo một cái biên độ lớn như vậy á, thì cái rủi ro về phân phối của nó cũng sẽ cao hơn nha tại vì chị để cho em những cái nhịp phân phối trong quá khứ á, thì trước khi nó muốn phân phối nó đều tạo một cái vùng đi ngang đây ví dụ như nhịp này và rõ ràng nhất là cái nhịp mà qua 1500 chị nhớ không? nó dao động ở cái ngưỡng 1400 500 trong khoảng thời gian dao động biên lớn này trước khi nó rụng đấy nên trong cái hạn thì chú ý cho em cái gác này nha đặc biệt là các vị thế ngắn, các vị thế mua giá cao và anh chị nào đang nắm margin zin chẳng hạn, đặc biệt phải chú ý trên em này. Trong trường hợp gác này bị lấp thì mình phải chủ động về mặt tỷ trọng. À, và có một cái điểm nữa là anh chị nhớ cái nhịp bán giai đoạn này xuất phát từ cái thông tin nào không? Nó xuất phát từ thông tin của STB đúng không? Để cái nhịp bán của cái 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 giai đoạn này á, là chính là cái phiên mà STB có những cái tin đồn là liên quan đến chủ tịch anh chị nhớ không? Là cái phiên ngày 2 tháng 4 thì sáng ngày hôm đó khi mà STB mở gáp giảm ra thì bắt đầu hàng loạt cổ phiếu chịu áp lực bán thì do đó cái nhịp giảm này nó xuất phát từ STB nên cái trạng thái của STB nó cũng sẽ biểu hiện một phần cái trạng thái hấp thụ lực bán của thị trường thì vận động của STB hiện tại yếu nha theo quan điểm cá nhân của em là yếu và điều này em cũng đã, đã có đề cập trong những cái video trước đó với anh chị rồi mặc dù có đến chính thông tin nhưng mà anh chị để cho em cái kênh này là một cái rút chân kèm volume lớn thì nếu như thực sự là STB nó không có vấn đề gì cái phiên này là cái phiên hấp thụ của dòng tiền lớn tức là nhỏ lẻ là người hạn bạn bán dòng tiền lớn là cái dòng tiền hấp thụ mua lại á thì sau cái phiên này nó phải bật lên thật nhanh thậm chí nó phải lấp lại được cái gap down này nó lấp lại được cái gap down quanh 31 này thì khi đó cho thấy là phiên đó là một cái phiên rũ bỏ còn trong trường hợp mà sau một phiên rút chân nó lại tiếp tục nó lình xình quanh 29x30 đồng nghĩa nó tạo điểm mua giá rẻ thì cái xác suất mà giảm xuống tiếp rất lớn mình cũng không cần quan tâm là thông tin này là thông tin đúng hay thông tin sai tại vì mình nên tập trung nhìn vào giá thôi nhìn vào giá và volume tại vì thông tin trên thị trường thì nó sẽ rất là loạn nó sẽ trôi nổi ví dụ như hôm nay đến chín ngày mai phủ nhận là bình thường đấy nên anh chị nên nhìn vào giá và khối lượng tránh cái việc là dựa theo tối thông tin để giao dịch ví dụ như stb nè cái vận động này thì mình cũng chẳng còn biết nó có tin gì hay không giả sử như mình không biết tin gì luôn đi mình thấy tự nhiên nó xuất hiện một cái cây bị bán vô lớn rút chân nhưng mà sau đó nó phủ nhận là cái người rút chân thì mình biết rằng là cầu cái cây này không phải là cầu tiền lớn rồi và khả năng rất cao nó sẽ phải tiếp tục ép xuống để khiến những cái nhà tôi bắt đáy hôm đó phải cắt lỗ ra. Thì trước mắt cái vùng tiếp theo mà STB có thể ép xuống là quanh cái ngưỡng tầm 28x nè. Đó, nên chị chú ý cho em á thì đàn này không có bắt sớm dùng STB cả, em đã nói điều này trong cái phiên ngày hôm đó rồi. Ở trong phiên ngày hôm đó thì em cũng lo ngại là nhiều anh chị có thể là gọi là mua STB á à đây trường hợp STB thì em không có view mua vội volume và giá sẽ không nói dối hôm nay có trao tay một cái lượng hàng lớn thì chưa biết ai trao cho ai mình phải xem diễn biến và phiên tới xem thử có tiếp tục tạo điểm mua giá rẻ hay không ngay ngày hôm đó em có nói và trong ảnh thị trường những phiên ngày đen em có đề cập rồi thì vận động hiện tại của STB là vận động tạo điểm mua giá rẻ nên có thể nó sẽ mất tầm một hai tháng này nó hấp thụ là bình thường nên giống như ghét cây này nè anh chị giống như ghét cây này cây đó là một cây bị bán theo tố thông tin mà dù sau đó có đến chính nhưng mà ghét nó không lên được nó, nó, nó lình sình giá thấp thì sau đó nó giảm xuống tiếp và nó mất thời gian hơn một tháng để nó cân bằng lại. Đấy, nên vận động của STB thì cho thấy là tiền nó hơi yếu. Và khi STB hơi yếu như vậy á, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng nó cũng sẽ gọi là chưa đủ được để vượt lên giai đoạn này. À, thì chúng ta sẽ giai đoạn này mà hỏi về cái việc xử lý danh mục có bán hết hay không á, thì cá nhân em không có view theo kiểu là bán hết danh mục, không có view theo kiểu clear danh mục. À, tại vì giai đoạn này nó sẽ có cái sự phân hóa giữa các cổ phiếu so với thị trường chung mình sẽ tập trung xử lý theo từng cổ phiếu và cái vị trí anh mua anh chị mua cổ phiếu ở đâu nó cũng rất là quan trọng anh chị mua dưới nền khác với việc anh chị mua trên đỉnh cái cách xử lý nó phải khác nhau và cái tỷ trọng anh chị mua nó cũng sẽ rất là quan trọng nên nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố đó nữa chứ còn giai đoạn này thì cái nhân em vẫn đánh giá giữ cổ phiếu được chưa cần phải là full cash tại vì nhịp này ấy, nó đang ở một cái ngưỡng rất là nhạy cảm một cái ngưỡng rất cực kỳ nhạy cảm Ờ, trong trường hợp mà nó phủ nhận gáp này thì mình có thể đảo bất tỷ trọng ra để mình chờ ngưỡng thấp hơn nhưng mà để bán hết hàng ra thì em nghĩ cũng sẽ chưa cần thiết tại vì bản chất cho dù nó có giảm về lại qua 1200 bay đó thì nó vẫn sẽ nằm trong cái biên độ này anh chị hỏi em là phân phối và gãy luôn hay chưa thì chưa với volume này thì về rủi ro phân phối lớn thì chưa em có điều là ví dụ như nó từ 1200 số x mà nó chỉnh về lại qua 1 bay đó thì nó cũng là một cái biên độ lớn thì mình có thể chủ động đảo bớt tỷ trọng ra đặc biệt là những cái cổ phiếu mình mua giá quá cao đó, để khi mình về dưới thấp mình có thể cover lại Đấy nên cái hướng xử lý thì mình sẽ tập trung vào cái cổ phiếu Xác định được cái cổ phiếu mình đang ở vị trí nào Và mình mua nó với tỷ trọng như thế nào để xử lý Và như em nói rồi đoạn này thì Hạ mà Jin làm cái việc cần thiết phải làm rồi Cân đối dần tỷ trọng Và đặc biệt cho em những cái vị thế nào mà mua giá cao anh chị Anh chị mua giá cao Đặc biệt là anh chị view giả sử như những cái bất động sản mà anh chị đu trên đỉnh này đi Anh chị đu trên đỉnh này nè thì buộc mọi người phải xử lý tỷ trọng nếu thị trường mình đã đi theo kịch bản là phủ nhận cái gáp 1260 nha để giai đoạn phía sau nó có chỉnh xuống á, thì anh chị có cái sức mua để mua lại và mình cũng sẽ không gặp sức ép tâm lý quá lớn tại vì trong cái hàng tự nhiên xuất hiện một cái khoảng lỗ tầm hơn 10 thì sức ép tâm lý nó sẽ cực kỳ lớn có thể là mình vừa bán ra nó lại tăng đấy thì đối với đầu tiên là nhóm cổ phiếu ngân hàng như em nói thì cái vận động STB đang hơi yếu và có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến những cái cổ phiếu ngân hàng khác và anh chị nhớ ngân hàng thì mình có nói là con tắc băng cái hôm mà nó mở gáp á, ngày 28 tháng 3 thì em đã đề cập với mọi người là cái gáp này nó không có bền Gáp này của TACOMBAN nó không có bền nên nó sẽ lấp lại Nhưng mà anh chị yên tâm là công băng á, giai đoạn phía sau nó cũng sẽ còn một cái nhịp nó vòng về lại quanh tầm 48X49 nữa Chứ nó không có gãy ngang Đấy nó sẽ không có gãy ngang luôn ở đoạn này Có điều là anh chị để cho em là trong ngắn hạn nó có giữ được cái người 45 hay không nếu nó giữ được ngưỡng 45 á thì nó có thể bật sớm hơn. Còn trong trường hợp nó mất 45 thì nhiều khả năng nó sẽ phải chiết khấu về tiếp lại quanh 43. Đấy. À, rồi các cái cổ phiếu ngân hàng thì theo đạn này nó đang có nền hết á, hầu hết các cổ phiếu đều có nền. À, và nó cũng sẽ cần thời gian để xoay quay trở lại sau khi đạn vừa rồi nó không có vượt được đỉnh. Ví dụ như ACB nè. Nó không vượt được đỉnh. Em test về lại quanh cái ngưỡng 28.6 thất bại và hôm nay là lấp lại cái gáp. Hôm nay xác nhận là phủ nhận cái ngưỡng 27.8 thì trường hợp như con ACB nó sẽ cần xoay quay trở lại trong biên độ là tầm 26x đến tầm 28x. Đây về gãy luôn á thì chưa với volume này thì nói về ngân hàng phân phối ở nhịp này thì cũng chưa có điều là giai đoạn này nó sẽ cần một cái nhịp chiết khấu về lại biên dưới thì trong trường hợp giả sử mình mua giá quá cao ở trên 28 bit này thì mình buộc phải hạ bớt tỷ trọng ra để khi nó về dưới đây thì mình có thể cân đối lại và mình cũng sẽ không có gặp sức ép tâm lý quá lớn tại vì từ biên trên mà chỉnh về lại biên dưới thì cũng khoảng là tầm 5% và 5% đối với một cái cổ phiếu ngân hàng nó cũng là cái biên độ khá là cao CTG thì phiên hôm nay hơi đuối khi mà đóng cửa gần thấp nhất ngày thì trước mắt với vận động này CTG sẽ quay về test lại cái ngưỡng tầm 33 này tầm 33 nó cũng có cái nền trước đó và nó có cái cây tiền vào này thì theo cái ngưỡng này có thể là sẽ giúp cho con CTG bật lại ngưỡng này sẽ giúp cho CTG bật lại nhưng mà nhịp bật này á, thì cũng sẽ chưa thể đi xa được và nó sẽ phải đối diện với cái nền Trước đó nó có cái nền giá quanh tầm 35 đến tầm 37 Nên một khi nó gãy 35 á, thì cái ngưỡng 35 sẽ trở thành kháng cự Để có thể nó sẽ quay về, nó chạm về quanh tầm giá 35 Nó chững là một nhịp Thì xem cái nhịp này nó cái lực bán nó có mạnh hay không Để có thể nó sẽ chốt xuống một nhịp nữa Nhưng mà nếu như nó tải đáy sau cao hơn đáy trước á, Thì nó sẽ quay về nền nó cân bằng được Em theo dõi xem cái nhịp mà con CTG nó quay về là cái vùng giá quanh 35 ha MBB thì hôm trước có nói rồi MB nếu như mất cái ngưỡng 24.5 thì sẽ quay về lại cái biên dưới của nó là quanh ngưỡng giá tầm 23 23 5 thì MB đang trong cái vận động là quay về cái biên dưới này. Thì trước mắt mình xác nhận là nó vẫn sẽ nằm trong cái biên độ xoay quay là quanh 23 đến 25 chứ nó chưa có đi xa hơn được. À, và cái ngưỡng 25 sau cái nhịp vừa rồi nó sẽ trở thành một cái vùng có cung kẹp hàng lớn nha. Đấy là vận động của dòng ngân hàng VIP VIP thì đang chỉnh về lại cái nền Em nghĩ là cái nền giá quan tầm 22.5 Sẽ làm cái ngưỡng cầu tốt để giúp cho VIP có một nhịp bật lại nữa Em nó sẽ có một nhịp bật lại quanh đây Em xem thử cái sức mạnh của nhịp bật như thế nào thôi Còn vận động này thì mọi người hỏi em VIP phân phối chưa thì, <laughs> thì chưa Ít nhất là nó mới có một đỉnh 25 thôi Giai đoạn phía sau nó cũng sẽ có một nhịp quay về là quanh 25 nữa Đấy à, nhóm cổ phiếu ngân hàng ha Nhìn chung hiện tại là đang ở nằm trong nền thì đối với anh chị nào mà lỡ mà mua biên trên mua ở những cái vùng đỉnh cao á mà mua tỷ trọng lớn thì buộc phải hạ ra để khi nó về biên dưới mình có cái sức mua cover vừa lại còn giả sử cổ phiếu anh chị đang nắm nó đang quay về biên dưới á, thì tạm theo dõi cho em một hai phiên tới tại vì thị trường của mình nó cũng đang về là cái ngưỡng hỗ trợ xem thử cái lực hấp thụ của nó như thế nào đối với nhóm cổ phiếu bất động sản thì sau cái phim bị bán mạnh ATC ngày hôm qua hôm nay nhiều cổ phiếu có trạng thái bật lại thì ví dụ DG đi thực ra nha theo kỳ vọng của em á phiên ATC ngày hôm qua của dòng bất động sản em đánh giá là một phiên mang tính chất là ép bán mang tính chất là bán theo hoảng loạn chứ không có rủi ro về phân phối thì thường sau những phiên như vậy á, thì ngày hôm sau nó ép xuống tiếp lại hay hơn ví dụ như DG hôm nay nó ép xuống tiếp về lại cái ngưỡng giá của 30 x 31 chẳng hạn rồi sau nó bật lên á, thì nó mới rủ ra được cái lượng cung đang chờ bán vì chắc chắn sau phiên ngày hôm qua sẽ có một cái lượng rất là đông nhà tôi cầm DG muốn bán nhưng mà sáng ngày hôm nay nó lại xanh nhẹ như vậy á, thì hầu như sẽ không bán và thậm chí nó có những nhịp kéo lên trong phiên lại cuốn phô mô vàng nhịp bật chiều hôm nay của DG sẽ có tương đối cái lượng FOMO tham gia vào nên với vận động này thì theo quan điểm cá nhân của em thì DG cũng sẽ tiếp tục chỉnh cũng sẽ còn cái nhịp chỉnh về lại quanh 30 x như kỳ vọng tại vì phiên ngày hôm nay chưa đạt điều kiện về một cái phiên ép bán nên sau đó nó cũng sẽ còn ép bán nữa Ê, ví dụ như ngày mai ngày mốt anh chị thấy con DG nó không bật về lại trên 32.5 thì nó sẽ quay về tầm 30.x đấy Nên chị sẽ canh cho em ở vùng đó sẽ Còn nói chung khi ngày hôm nay thì những cái con bất động sản hầu như nó không có cho điểm mua đâu DG thì sáng nay xanh nhẹ thì gần như là nắm và theo dõi có thể bán cũng được Lúc mà nó bật lên bán cũng được Tại vì thực ra nếu như nhìn ở khung được thì một giờ á, Thì cái nhịp bật này cũng mang tính trước là một nhịp bật là test đỉnh đúng không anh chị Nó bật về nó test là cái đỉnh quan tầm giá 33x này Đó Rồi uh, Ví dụ DSG thì thực ra hôm nay có giá mua cái mức giá thấp nhất hôm nay của DSG giảm về là 19.4 hôm trước có nói mọi người là canh cho em con DSG là ở ngưỡng giá 19 19.4 nếu như mà muốn đánh cái nhịp test lại đỉnh nè đây thì hôm nay con DSG thì đóng nến đẹp hơn một tí so với con DG Tại vì nó vẫn giữ được cái ngưỡng rút chân và đóng cửa được cho em 1 phần 2 thân nến à, Thì theo dõi cho em thôi Sau phiên ngày hôm nay nếu như mà con DSG nó neo giá được trên 20 á nó neo giá được cho 20 thì nó sẽ tiếp diễn cái đà hồi phục nó quay về nó kiểm tra là cái đỉnh quanh tầm giá 20.8-21 còn trong trường hợp nó lại tiếp tục bắt về giá thấp tức là hôm nay rút chân cho thấy có cầu bắt vào rồi volume cũng cao nha volume cao hơn trung bình mà là tiếp tục quay về cái ngưỡng giá quanh tầm 19 năm thì em nghĩ nó sẽ còn ép xuống một tí nữa là về lại quanh tầm giá 19 luôn em sẽ ép về đây nên em nghĩ là nó cũng sẽ còn một nhịp vòng lại phía sau cái quan trọng là sau cái rút chân ngày hôm nay nó có muốn ép xuống tiếp hơn à, xuống tiếp nữa hay không đấy nếu như mà nó neo được trên 20 thì nó sẽ khỏe hơn HDC thì vùng kỳ vọng của mình cũng sẽ là ở vùng giá tầm 33 nha Vùng này là mới là cái vùng có thể cân nhắc để cho cái kỳ vọng về test đỉnh Tại vì anh chị nên nhớ khi mình mua một cổ phiếu thì mình phải nhìn xem cái biên độ kỳ vọng của mình là bao nhiêu Cái biên nó có hấp dẫn hay không Chứ còn mà biên kém quá, biên có 2-3% thì nó sẽ không có hấp dẫn lắm Có thể là còn hàng cầm trading test không thì được Chứ còn mà để mua mới như vậy thì nó sẽ không có thực sự hấp dẫn uh, Nam Long, Nam Long thì như có nói mọi người cực kỳ chú ý cho em mình chưa biết là cây ngày hôm qua là nó có gọi là có bị ảnh hưởng theo yếu tố thị trường hay không thì mình sẽ cần theo dõi một hai phiên tới thì phiên ngày hôm nay nam long có bật lại trong phiên rất là tốt nhưng sau đó bị bán vào atc bán rơi về dưới 45 thì theo dõi tiếp cho em ngày mai nếu như ngày mai mà con nam long nó vẫn không giữ được trên 45 thì mọi người hoàn toàn có thể đảo ra cho em một phần hai và chờ nó về là cái ngưỡng giá quanh tầm 41 x để mình cover tại vì sau cái phiên ngày hôm thứ ngày hôm hôm ba tháng 4 á, thì con dsg nó không nên neo giá thấp lâu quá vì nếu như nó neo giá thấp thì nó sẽ ép cái lượng phô mô giá cao này về và cắt lỗ ra và khi đó hoàn toàn có thể ép về lại tầm giá 41x nên mình cho con 55 thêm phiên ngày mai để xem thử ha còn những cái dạng cổ phiếu à con BDR hôm nay cũng có cái nhịp bật là rút chân nè đây BDR nè BDR thì cái vùng kỳ vọng của em mà muốn mua lại nhịp này là 130.x á Mà hôm nay thì cũng chưa chạm về bao nhiêu cả rồi bật rồi thì Nói chung nó đã bật rồi thì mọi người hạn chế đuổi cho em uh, Xem thử là cái nhịp đã test là đỉnh như thế nào Tại vì cái nhịp hôm nay của con BDR mà nên trước là test là 133 Thì nếu như mà sau so phiên ngày hôm nay như vậy mà con D, con BDR nó tiếp tục quay ngược về lại giá dưới 32 á Thì nhiều khả năng nó sẽ cần chiếc khấu sâu hơn một tí là về quanh giá 30-35 nha Hôm nay bất động sản rút chân rất nhiều thì xem từ sau cây rút chân này nó có tiếp diễn được hay không còn trong trường hợp nó tiếp tục nó quay về lại mức giá thấp á, thì nó sẽ cần tiếp tục có một cái nhịp điều chỉnh giảm nữa CO, CO thì vẫn trong nền thôi căn bạn nó vẫn trong nền thôi và thực ra cái nhịp bật tăng hôm qua của CO á nếu mình nhìn ở khung đồ thị một giờ nó cũng sẽ mang tính chất là một nhịp test đỉnh đây chị thấy không Đáp án tính chất là một nhịp test đỉnh thì nếu như CEO mà gãy 23 thì xem như là xác nhận hai đỉnh ngắn hạn thì nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh về là quan tâm giá 21 đến 22. Nên chú ý cho em, nói chung form này thì tạm thời chưa có mua được tại vì nó vừa có một nhịp test đỉnh thất bại và cái volume của nó cũng sẽ cao. Hôm nay có vẻ là bất động sản mình quên nó một con là con Novaland tại vì mọi cái tâm điểm chú ý đều tập trung về cổ phiếu. Sau khi tối ngày hôm qua có những thông tin liên quan đến việc cấp lại margin và cái thông tin trái phiếu chuyển đổi. Thực ra các thông tin cấp lại margin của con uh, Novaland này không phải là thông tin mới. À, mình nói một tí về thông tin cái việc mà phát hành trái phiếu chuyển đổi đi thì có một cái nhiều chị em rằng đây giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 thì liệu rằng bây giờ mình có nên mua Novaland hay không khi hiện tại Novaland chỉ có giá 11 17 mà giá chuyển đổi 40.000 thì anh chị đừng có nhầm lẫn nha cái giá chuyển đổi này á và hiện tại cái 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 hành động này của trái chủ Novaland á cho thấy họ đang cần tiền họ đang cần tiền họ muốn chuyển đổi sang cổ phiếu và cái giá này á nó không phải là cái giá thị trường thực sự có thể lúc mà họ chuyển đổi họ vẫn chuyển đổi với giá 40 nhưng mà trong cái giá 40 này á, nó sẽ gồm những cái điều những cái điều khoản những cái điều kiện mình sẽ không biết được nó giống như anh chị nhớ cái giai đoạn mà S ấy... còn vi bán bán cho NBC không nó bán với cái giá kỳ vọng là em nhớ là tầm ba mươi mấy á. thì lúc đó có rất là nhiều nhà tư mua với kỳ vọng là cổ phiếu sẽ lên ba mươi mấy anh chị hình dung cái giá mà công bố ở đây á nó không phải là cái giá thị trường và đôi khi nó là cái giao dịch thỏa thuận luôn và trong thỏa thuận thì nó sẽ có những cái điều khoản mình không biết được đấy nên mình cũng sẽ hạn chế cái việc là kỳ vọng theo những cái mức giá này để mình mua đuổi cổ phiếu mình xem thử là cái lý do vì sao mà người ta lại đồng ý chuyển đổi như vậy và chắc chắn là khi mà họ thỏa thuận nó vẫn sẽ có những cái điều riêng mình không biết được đấy vận động hiện tại của Novoland thì nhìn chung cũng chưa có xấu à, tại vì đạn vừa rồi nó chỉ có một cái đỉnh nó mới có nhịp một quanh tầm 18.3 thôi thì nhiều khả năng con Novoland nó cũng sẽ còn một nhịp bật về lại quanh 18.3 nữa nhưng mà sáng ngày hôm nay thì mình cũng sẽ hạn chế cái việc mua đủ theo thông tin tại vì trước đó như có nói với mọi người á là con Novoland thì mình ưu tiên đánh nhịp hai á thì mình nên canh mua một cái ngưỡng tầm quanh quanh dưới 17 nó sẽ an toàn hơn về mặt biên độ tại vì ít nhất nếu như nó bật về đỉnh á, thì cũng đạt đâu đó là khoảng 7% chứ còn mình mua cao quá thì sẽ không ổn và đặc biệt là sáng hôm nay khi tin ra chị hạn chế mua khi tin ra nha tin ra thì nó sẽ cuốn đa phần là cái lượng nhỏ lẻ phô mô vào nhiều hơn tại vì dòng tiền lớn nó đã biết trước yếu thông tin rồi ấy nên trạng thái của Novaland thực ra chưa xấu mà mình vẫn kỳ vọng nó sẽ quay về tầm 18 3 18 5 à, cho đến khi nào mà con Novaland nó bước thoát ra khỏi được cái nền giá này thì nó mới thực sự bước vào một cái pha tăng mạnh còn không thì chủ yếu nó vẫn dao động sideways giống như con CEO thôi ha à, nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay cũng là một cái phiên rất là giằng co đối với nhóm chứng khoán thì em có đưa ra quan điểm của em là đoạn này các cổ phiếu chứng khoán nó sẽ chưa chạy được tại vì cái lực bán phía trên nó còn chặn và nó chủ yếu vẫn nằm trong một cái nền giá sau cái đạn tăng vừa rồi thì hầu như dòng chứng khoán nó đang sẽ ấp lại một cái nền giá thì khi nó có nền giá thì hành động của mọi người là gì là ưu tiên mua biên dưới và ở biên trên thì một là mình chốt bớt còn không thì mình nâng chặn lại lên mình nắm chứ mình sẽ hạn chế cái việc mua biên trên đấy nên ví dụ giả sử như con VCI rất là nhiều chị hỏi em mua đạn vừa rồi thì em nói là nếu như mà muốn mua quá thì chỉ nên ưu tiên mua ở vùng giá quanh 51 thôi à, còn ở cái ngưỡng giá quanh 54 x là cái ngưỡng biên trên nó sẽ rất là nhạy cảm mua như vậy thì chỉ cần nó chỉnh về bên dưới một cái là sẽ ghi nhận cái khoản loss trong cái hàng 6% và sẽ gọi là khó xử tại vì loss 6% thì nó vi phạm nguyên tắc cắt lỗ của mình nhưng mình biết rằng đây là cái người hỗ trợ mình bán thì nó chạy mất thì mình giữ nhưng mà ví dụ giả sử anh chị cứ gọi là không có tuân thủ cái nguyên tắc đầu tư của anh chị nhiều lần như vậy thì đến một lúc nào đó từ cái mức lỗ 7% không xử lý nó sẽ biến thành những cái khoản lỗ 20-30% là bình thường nên cái nguyên tắc đầu tư và cái biên độ cổ phiếu khi tham gia nó là những cái gọi là mọi người cần tuân thủ Tại vì cái mà giúp cho anh chị đi dài trên thị trường nó sẽ là cái tính kỷ luật. Anh chị chỉ cần gọi là đánh đúng 10 điều mà mà không kỷ luật một điều thì nó có thể thổ bay hết thành quả đầu tư của anh chị luôn. Anh em nghĩ là trước khi tham gia một cổ phiếu mình phải xác định được cái biên độ kỳ vọng của cổ phiếu là gì cái stop loss ở đâu và cái rủi ro mình sẵn sàng mình chấp nhận là gì rồi sau đó chia tỷ trọng vốn phù hợp giả sử anh chị cũng mua con vci cũng mua quanh 54 mươi x nhưng mà lúc anh chị mua quanh 54 mươi x đó anh chị đã có cái kế hoạch rằng là mình dự phòng cho tình huống là con vci nó chỉnh về quanh 21, 51, 51 thì mình sẽ mua gia tăng đấy thì mình có thể mua như vậy được với cái trạng thái là chia vốn còn trong trường hợp mình ôn quanh đây thì chắc chắn khi nó chỉnh về đây là đã vi phạm cái nguyên tắc đầu tư của anh chị rồi à, ORS thì nó nó đang nằm ở cái vùng biên dưới nó vùng ở cái vùng nền nó là quanh tầm giá 16x đến 17 này. thực ra cái ngưỡng này là cái ngưỡng sẽ dễ bật đối với con ORS à, và đoạn vừa rồi nó chỉ mới có một nhịp quanh tầm 18.5 thôi nên mình kỳ vọng nó sẽ quay về tầm 18.5 một lần nữa còn những cái con mà đang ở bên trên ví dụ CTS nè ví dụ như uh, FTS nè thì mình sẽ hạn chế hơn Tại vì như hôm qua em nói cái cây nến của con FTS á, là nếu như ngày hôm sau một hai phiên tới mà nó không neo được giá trên 64 thì nhiều khả năng nó sẽ chỉnh về tầm 5 chí đến 61 thì ví dụ nó chỉnh về biên dưới thì mình mua nó sẽ ổn hơn Tại vì volume hiện tại dòng chứng khoán thì về rủi ra phân phối thì chưa 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 có phân phối nhưng mà anh chị hạn chế mua biên trên uh, SSI thì chú ý cho em hôm nay mà cái đoạn thái nó hơi kém khi nó không có đóng cửa được trên 38 và ngưỡng 38 là một cái ngưỡng quan trọng của con SSI thì tạm thời thị trường mình đang về hỗ trợ thì mình xem thử là ngày mai con SI nó có neo được giá trên 37.5 38 hay không. Nếu như nó lùi về dưới 37.5 á thì anh chị nên đảo ra bớt tại vì nhiều khả năng nó sẽ chỉnh về lại quan tâm giá 36X. Để khi nó chỉnh về 36X thì mình sẽ cover lại sau để nó ổn hơn. Thực ra thì cái hôm trước con SI kéo là nhờ cái mọi người đồn cái tin đồn là SA được duyệt tăng vốn nó không phải là câu chuyện mới à, nhưng mà do trong cái hạn yếu tố thông tin nó dễ tác động đến dòng tiền và hiện tại là phủ nhận dòng tiền đó rồi thực ra thì SSI vẫn còn có câu chuyện tăng vốn để kể và dòng chứng khoán thì nó sẽ không có kết thúc ngay ở quy một này nó vẫn có những câu chuyện riêng của nó như là nâng hạng KRS vân vân và với volume hiện tại của dòng chứng khoán thì quan điểm cá nhân của em là chưa có phân phối à, có điều là mọi người mua thì chú ý cho em nên mua ở cái biên dưới của nó hơn là cái việc mà mình mua ở ngay biên trên thì chỉ cần nó chỉnh một nhịp ngắn thì anh chị sẽ vi phạm những cái ngưỡng loss của anh chị ngay Uh, rồi uh, đối với nhóm cổ phiếu bất động sản như vậy ha nhóm thép thì nhìn chung test đỉnh đang hơi fail thì nam kim thì mọi người nâng cho em cái chặn lên tầm giá là quanh 25 nếu mất 25 thì hoàn toàn có thể chủ động đảo ra cho em một phần hai hoặc năm x bán hết cũng được vì khi đó nó sẽ có rủi ro về tầm giá 23 x hai sen cũng coi như là phủ nhận là hoàn toàn cái cây tăng trước đó rồi thì với vận động này hai sen chú ý cho em nếu như mà mất cái ngưỡng giá 22 23 nếu mất 23 thì nhiều khả năng nó sẽ quay về nó test lại đáy quanh 22 nên đối với dòng thép ngắn hạn thì mọi người có thể nâng cho em cái 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 chặn lãi lên cho 1 phần hai hàng à, để nếu như nó có chỉnh xuống thì anh chị sẽ chủ động đảo ra và mình cover lại sau hà phát hà phát thì hôm nay cũng có một cái cây nến không có quá đẹp đâu tại vì nó đã phủ nhận lại cái ngưỡng giá quanh 30 em nói với mọi người là nếu như hà phát phủ nhận 30 thì nó sẽ quay về 29 29 năm á. thì nó đang trong quá trình quay về 29 29 năm và volume hôm nay cũng có sự gia tăng tăng không nhiều nhưng volume hôm nay có sự gia tăng cho thấy lượt bán gia tăng nên theo dõi cái nhịp mà con Hà Phát test là quanh 29. Các vị thấy ngắn hạn thì mọi người hoàn toàn có thể nâng cho em cái chặn là 29 luôn. Tại vì đây là cái cây nến xác nhận dòng tiền của Hà Phát, nếu như nó phủ nhận 29 thì nhiều khả năng nó sẽ quay về tầm giá 27. Đấy là đối với dòng thép, nói chung là trong quá hàng theo dõi cái ngưỡng các cái ngưỡng chặn hơn, cái điểm cộng là volume dòng thép nó không có lớn. Uh, có điều là nếu như mà trong cái hạn nó vi phạm những cái ngưỡng đó thì có thể nó sẽ dẫn đến một cái nhịp điều chỉnh ngắn tầm năm bảy thì mình chủ động ra bớt trước để giai đoạn phía sau mình có thể gọi là uh, cover lại nó thoải mái hơn về mặt tâm lý à em một số anh chị trong room nói em đánh giá con vinamilk thực ra vinamilk hôm nay nó đang nó căn bản là một cái phiên dùng để điều tiết thôi hôm nay vinamilk này rồi vietcombank là những cái cổ phiếu gọi là mang tính điều tiết thực ra con vinamilk nó cũng về lại một cái vùng hỗ trợ gọi là nền tảng dài của nó là quanh tầm giá sáu sáu đây là một cái vùng hỗ trợ đủ mạnh để giúp cổ phiếu có thể bật những cái nhịp ngắn hạn nhưng cái nhịp bật hôm nay thì em đánh giá nó cũng sẽ mang tính điều tiết nhiều hơn à, thì dạng như Vinamilk á hoặc kể cả những cái dạng như là à, Vietcombank thực ra nếu như mà đánh á, thì cũng sẽ mang tính trading thôi đặc biệt là cái dạng như Vinamilk là một cái dạng cổ phiếu gọi là thiếu động lực tăng trưởng con này thì cái câu chuyện gọi là bảo hòa của Vinamilk nó không có mới Nó đã thể hiện rất là rõ về cái trạng thái của năng ngành rồi à, Tại vì ngành sữa và Vinamilk chiếm một cái vị thế lớn như vậy trong ngành Để nó tăng trưởng mạnh thì sẽ rất là khó Nó sẽ theo kiểu là ổn định và chia cổ tức đều qua các năm Thì ai mà thích cái trường phái này thì có thể là cân nhắc tham gia ở những người hỗ trợ mạnh Nhưng mà những cái con này á Thì mọi người đừng có mua những cái phim Brack mọi người mua những cái phiên crack thì mọi người rất là khó ăn những cái dạng này tại vì những cái phiên đó đa phần nó dùng để điều tiết rồi sau đó có thể nó sẽ trả lại hoàn toàn cái lượng điểm ban đầu luôn nên những cái dạng này mọi người canh nó chỉnh về những người hỗ trợ thì mọi người mua nó sẽ dễ có ăn hơn và có thể trading trong một khoảng thời gian ngắn hạn thôi chứ còn nắm dài thì anh chị nên nhớ cái quy tắc để mình nắm dài cổ phiếu thì nó phải là một cái cổ phiếu tăng trưởng nó phải là tăng trưởng về mặt doanh thu về lợi nhuận được thì nó mới có thể gọi là tạo động lực hút tiền còn một cái dạng ổn định thì có thể là dòng tiền nó cũng sẽ có nhưng nó sẽ mang tính chất là ngắn hạn hơn và nó sẽ bị dùng để điều tiết nữa nên đối với trường hợp Vinamilk thì có thể nó sẽ quay về được cái vùng giá tầm 70 nha nhưng mà gọi là để xa hơn hoặc tạo cái sóng tăng á thì em nghĩ là vinamilk nó sẽ khó rồi trường hợp gvr cũng có một số anh chị hỏi em GVR chú ý cho em hôm nay thì xem như là phủ nhận lại hàng tàn cái cây tăng này rồi Cái cây tăng ngày 2 tháng 4 là cái cây tăng mà em có báo khách hàng của em chốt bớt Tại vì con GVR thì mình đã lãi quá nhiều <laughs> Mình đã lãi quá nhiều ở cái cổ phiếu này Nói chung là con này em mua từ vùng giá quanh 21x thì em bắt đầu em chốt Em bắt đầu ấn chốt dần con GVR 34X chốt 1/2 lợi dụng 56%. Tại vì cái nhịp này là một cái nhịp gọi là hơi nhạy cảm. Trước đó nó có một cái kê bán rất mạnh là cái kê ngày 18 tháng 3 quanh tầm giá 35X thì cái nhịp bật lại nó sẽ bán tính chất là một cái nhịp test đỉnh. Và vận động hiện tại cho thấy là test đỉnh fail. Thì ngắn hàng mọi người chú ý cho em cái ngưỡng giá tầm 31, tầm 32 thôi. Chính xác là 31.6 nha, chính xác là 31.6 cái gas tăng này nè. Nếu như mà con GVR á nó phủ nhận gáp này á thì nó sẽ cần có một nhịp chiết khấu về lại cái ngưỡng giá quanh tầm 28x và thêm ngưỡng này cũng sẽ đủ sức giúp cho con GVR bật thôi nó không chưa gãy ngay được đâu nó về đây có thể là nó sẽ bật lại nhưng mà chú ý xem ngưỡng 31.6 còn trong trường hợp nó giữ được trên 31.6 thì có thể nó sẽ tạo một cái biên độ xoay quay ngắn hạn là quanh tầm 32 đến tầm 30 x à, 36 trong cái vùng này mà anh chị hỏi em mua con GVR thì hầu như khó nha nó lưng nó rất là lưng chừng rồi à, đối với nhóm cổ phiếu à, liên quan đến xuất nhập khẩu thì mình chủ yếu đến một số ngành như là ngành thủy sản thì vẫn ANV, chưa gì mới cả đúng không chị hôm qua, hôm qua có tiền vào rồi nhưng mà vẫn gặp cái áp lực thị trường hơi đuối hôm nay đóng cửa giá đỏ là hơi đuối nha thì trước mắt nó vẫn nằm trong cái biên độ sideways của nó là 33X đến 36X thôi, chưa gì mới cả à, dệt may đạn vừa rồi, ví dụ may, may, may sông Hồng may sông Hồng thì hôm trước mình có nói lúc nó ở vùng giá tầm 43 thì nó đã tăng được hai cây à, thì ra dạng này á cái điểm trường là thanh khoản rất là mỏng nha, thanh khoản mỏng nên biến động giá cũng sẽ gọi là lớn, ví dụ con này mà tầm giá 4950 thực ra em nghĩ là sẽ chốt dần được, sẽ chốt dần được. Nếu như ai mua vị thế qua 43 thì nó cũng có mức lợi, mức lợi nhuận tầm 15%, à, nhưng mà dạng này thì ví dụ như nó có gãy xuống thì nó cũng sẽ không có gãy ngay được, nó cũng sẽ còn ít nhất một nhịp bật nữa nên chỉ ví dụ có thể canh canh những nhịp bật đó để đánh, à, rồi TNG thì nó vẫn nằm trong cái range, cái, 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 cái biên độ đi ngang nó thôi, quanh 21x đến 23x đấy thì nói chung trong cái biên độ đó thì nó có thể tăng giảm đang xen thôi à, khi nào mà nó break ra khỏi biên độ này nó mới tạo thành một cái xu hướng mới vùng này thì hầu như không có điểm mua ai có hàng thì có thể nắm và nâng cho em cái chặn lên tầm giá 21 năm thôi à, thực ra quanh 23 x thì mình có thể rải chốt bớt một phần cũng được ở cái ngưỡng biên trên dòng cản thì mình có con gmd đạn vừa rồi nói chung là cái cây ngày hôm qua là cây khá là đáng tiếc break lên sau đó bị chốt ngược lại thì nó sẽ hơi xấu trong ngắn hạn nha tại vì cái cây là một cây một cái tính chất là mang tính chất là một cái phim break nó nhồi tiền vào nhưng sau đó bị chốt ngược thì nếu như á, mà tầm một hai phiên tới mà con GMD nó không có neo giá được trên 80 á, thì em nghĩ ngắn hạn có thể có một nhịp chỉnh ngắn về tầm 77 x gãy luôn thì chưa có điều là nó sẽ chưa có thể vượt được trong nhịp này mà nó tiếp tục sideways trong biên độ là tầm 76 đến tầm 81 thì có thể nó sẽ cần chỉnh nhẹ về tầm giá 77 x nên chú ý giúp em à, dòng điện thì mình có ghép ghét thì chú ý cho em thì nó đang về là nền nó đang test tại nền thực ra cái ngưỡng 24x đó, trước đó là một cái vùng kháng cự mạnh nên sau khi mà ghét break ra được đó, thì đây vẫn sẽ cái ngưỡng hỗ trợ à, quanh đây khả năng giúp cho ghét sẽ bật lại một nhịp bật lại một nhịp quanh tầm giá là 25x đến 26 nhịp này mình có thể chốt bớt ra nha tại vì ghét tại mùa rồi cũng có tạo một cái nền nhưng mà gãy nó sẽ gọi là hơi 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 yếu trong ngắn hạn nó chỉnh chéo sẽ đẹp hơn còn mà tạo nền rồi gãy thì nếu nó bật lại nền mình cứ chủ động chốt ra bớt cho em BC1 thì BC1 vẫn quanh cái nền thôi Thì vùng này mình hoàn toàn có thể rải vị thế và chờ nó break khỏi cái nhịp giảm này Nói chung ngưỡng này thì nó không có độ rau quá lớn đâu HDG tương tự nó cũng đang ở trong cái range, cái nền của nó này Thì ra vùng này vẫn gom hàng được và chờ khi nào nó vượt ra khỏi mức giá tầm 31 á, thì nó mới khỏe hơn Rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua cái phiên ngày hôm nay À bất động sản công ty hôm nay tăng rất là mạnh Con này thì nhìn chung là khách hàng của em mua từ vùng giá 13.5 Em có chốt 1 phần 2 qua 16x rồi đây, TCH thì em có cho khách hàng của em chốt 1 phần 2 Lợi nhuận là tầm trên 18% Rồi phần còn lại thì em vẫn nắm thôi Và hôm qua em có nói nếu như những cái dạng mà đang ở nhiều số 1 như TCH á Nó có chỉnh xuống, ví dụ nó chỉnh xuống tầm 15 á thì mình vẫn canh được Em có nói cho khách hàng em canh quanh 15 luôn Nhưng mà hôm nay mức giá thấp nhất nó chạm về là quanh 15.4 chưa mua được Nói chung thì dạng này nó đang trong cái xung lực tăng mạnh thì cái 1 phần 2 còn lại mọi người vẫn có thể nắm giữ nâng cái stop loss lên cái ngưỡng giá tầm ngắn hạn đó. sau phiên ngày hôm nay thì mình có thể nâng cho em cái stop loss lên cái ngưỡng giá tầm 15 Đấy, tầm 15 và nếu như nhịp này mà nó hấp thụ ổn đó, thì ngưỡng tiếp theo nó sẽ hướng về là tầm 18 nói chung vùng này thì mua sẽ rất là khó tại vì hỗ trợ nó gần nhất thì cách đâu đó là khoảng tầm 10 mua sẽ khó ví dụ nó có đợt chốt đợt chốt tầm 5 7 phần trăm từ đỉnh sẽ ok hơn rồi Mọi người có câu hỏi nào khác về cổ phiếu thì cứ comment bên dưới nha, em sẽ hỗ trợ cho anh chị. À, và thấy video hữu ích thì tặng cho em một like đăng ký kênh subscribe kênh và có thể tham gia vào nhóm tư vấn để nhận những khuyến nghị chi tiết hơn chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi xin chào và hẹp lại anh chị ạ à.